kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, lợi ích cả kẻ còn người mất. Phẩm thứ bảy, một viên tôn thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh, tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc vờ pháp sự lợi lành, phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu, còn khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trong đó như kẻ mang đá nặng đi, trong buồn lại càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lún sâu. Những người đó gặp hàng thiện tri thức đội dùng đá bốc đi. Những người đó hạt gặp hàng thiện tri thức đội dùng đá bốc chân, hoặc là đội dùng hết cả. Vì hạng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi buồn lại đến chỗ đất bằng thẳng rồi, thời còn phải xem xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mấy muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo thói những chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu đạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó, hẹp treo phan lệnh và thắp đèn dầu, hẹp kiến đạo tôn kinh, hẹp cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật mà Bồ Tát cùng bích chi Phật làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết, cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo, thời đáng để người đó phải bị đọa vào ác đạo. Xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thấy đều tiêu sạch. Như sau khi người đó đã chết, lại có thở trong 49 ngày, vì người ấy mà tu đạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời, hoặc làm loài người hướng nhiều, hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà cái thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi. Vì lẽ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng, tám bộ chúng, người và phi nhân vân vân mà có lời khuyên báo những chúng sanh trong cõi diêm phù đời, ngày lâm chung sẽ thân thuộc, phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ vào tạo nghiệp dương chẳng lành, cũng đừng tớ lỡ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tớ lỡ đó không có một mấy muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa chứng đạt phần thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc bay tạo những nghiệp nhân duyên không lành, cũng làm cho người chết đó mất lấy ương lụy, phải đối diện chậm sanh vào chốn lành. Muốn gì là người kia chết lúc sanh liền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nọ nào làm lại cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, việc lương thực đã 3 ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn 100 con,
bỗng nhập kế năm vận lại gửi một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người xứ cha đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xin chép những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đờ ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước bằng một hạt cát, một mấy bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được nhận cả hai chúng giá. Khi Ngài Địa Tạng nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh. Trong mười phương ông chắp tay cung kính và thưa hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đờ có chúng sanh nào sanh, có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quý thuộc đặc kế lớn, người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến kiếp trai cúng dường, làm những phước lành thời người chết đó có đạn lợi ích lớn cùng đạn giải thoát chăng, mà kể còn người mất đều được lợi? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thời vị lai sau nương nơi ôi thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai lúc sắp nhận chung mà nghe đạn danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cũng không tội, đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng nữ, nhưng có một người nam cùng người nữ nào lúc sinh tiền đều không tu đạo phước lành mà lại vay lấy những tội ác, sau khi người mạng chung hàng thân quyến kê lớn người nhỏ vì người chết mà tu đạo phước lợi, làm tất cả việc vừa thánh đạo, thời trăm bảy phần công đức người chết nhờ đến một phần, còn sáu phần công đức thuộc vào người thân quyến thuộc lo tu đạo đó. Bởi vì có trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đại hướng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vấn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như gây như điếc, như ngay như điếc hẹp ở các ti sở ở biện luận vờ nghiệp quả. Khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thả lấy quả báo, trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao, có thời đã nghìn muôn sầu khổ huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong nhóm hàng cốt nhục thân quyến tu đạo phương lành để cứu vớt họ qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Lại vài nữa, này ông trưởng giả, sau khi sanh vay tội nghiệp như thế, mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết nó, thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm, chớ có đem nước gạo lá rêu vân vân đổ vãi ra nơi đó cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tranh thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trước ăn trái phép mà không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trộn không được mấy bước. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tranh thời trăm bảy phần công đức người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng giả, vì đó nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đờ sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn thời những người như thế
kẻ còn lẫn người mất đều đặng lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời đang đợi có số nghìn muôn ước Na Do Tha quỷ thần cõi diêm phù đời đều phát tâm bồ đề vô lượng không trưởng giả, đại biện vui mừng vâng lời dạy, làm lỡ mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha ha.